Lời đầu tiên, kính thưa chủ tịch đoàn, kính thưa quý đại biểu, hôm nay tôi là Võ Minh Hiền, hiện đang công tác tại khoa nhi bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tôi cũng rất cảm ơn ban tổ chức hội nghị đã tạo điều kiện cho tôi được đứng đây để cùng chia sẻ thông tin nghiên cứu tại đang thực hiện tại khoa nhi. Thì chủ đề hôm nay tôi muốn trình bày đó là đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và các yếu tố nguy cơ của nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính nặng ở trẻ em dưới 5 tuổi. Thì cho chúng ta biết rằng thì nhiễm trùng hô hấp cấp tính thì vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn thế giới. Thì theo tác giả Na ước tính rằng cứ 15 triệu trẻ em nhập viện trong năm 2010 thì mỗi 2 phút thì có 3 trẻ tử vong vì nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính. Và năm 2008, WHO đã bao gồm Việt Nam là một trong những 15 quốc gia có tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính cao với ước tính khoảng 2,9 triệu ca trong một năm. Và mặc dù đã có những tiến triển trong những năm gần đây, nhưng tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính nặng dẫn đến tử vong vẫn ở Việt Nam vẫn còn tỷ lệ cao và cao gấp 10 lần so với các nước Úc, Nhật. Do đó, việc phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ liên quan đến nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính nặng thì góp phần quan trọng làm giảm tỷ lệ tử vong cũng như tỷ lệ mắc, đặc biệt ở trẻ em dưới 5 tuổi. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng vấn đề này vẫn chưa được nghiên cứu nhiều ở các nước đang phát triển, nên mà tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính vẫn còn cao. Do đó, mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là khảo sát đặc điểm dịch tễ học lâm sàng của nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính nặng ở trẻ em dưới 5 tuổi nhập viện. Và thứ hai là tìm ra xác định được các yếu tố nguy cơ của nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính nặng. Thì phương pháp nghiên cứu thì chúng tôi là một nghiên cứu tiến cứu được thực hiện ở Nha Trang, bệnh viện đa khoa thực hiện ở Nha Trang, khoa nhi, bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Thì thực hiện vào tháng 6 năm 2015 đến tháng 12 năm 2018. Thì đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là trẻ em từ 1 tháng đến 5 tuổi có dấu hiệu nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính nặng được nhập vào phòng hô hấp và phòng hồi sức của thuộc khoa nhi bệnh viện tỉnh. Thì tiêu chuẩn nhập phòng hồi sức của tôi là chúng tôi dựa vào tiêu chuẩn cấp cứu nhi khoa nâng cao ABOS của Úc. Theo đó thì những bệnh nhân có dấu hiệu nặng liên quan đến triệu chứng nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính thì được chọn vào nghiên cứu. Và tiêu chuẩn nhập vào phòng hô hấp là dựa trên dân số học ở Nha Trang qua một chương trình giám sát nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính. Thì những bệnh nhân thuộc 15 xã phường trong thành phố với 25.000 trẻ em nếu có biểu hiện triệu chứng của nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính nhập vào phòng hô hấp sẽ được chọn vào nghiên cứu. Thì về phương pháp mẫu thì phương pháp lấy mẫu thì tất cả các thông tin dịch tễ học lâm sàng, đánh giá triệu chứng lâm sàng tại thời điểm nhập viện được thực hiện bởi bác sĩ nhi sau khi được sự đồng ý của người giám hộ trẻ. Và và phân loại nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính thì dựa vào theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Thì theo đó thì bé có biểu hiện ho hoặc thở nhanh theo lứa tuổi thì được phân loại là nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính dưới. Và nếu trẻ có biểu hiện toàn thân nặng hoặc rút lõm lồng ngực nặng thì được phân loại là nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính dưới nặng. Và việc xác định các tổn thương trên phổi trên X-quang của chúng tôi dựa theo hướng dẫn của WHO năm 2015. Theo đó thì bệnh phẩm dịch mũi họng từ các ca lâm sàng thì chúng tôi được lấy và xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR để xác định 13 loại tác nhân virus gây nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính, thì bao gồm virus hợp bào hô hấp, rhino, adeno, cúm A, B, A cúm từ 1 đến 4, coronavirus, pocavirus và metamirus ở người và enterovirus. Về tất cả các thông tin lâm sàng ở bệnh nhân chúng tôi được nhập vào cơ sở dữ liệu ở Sở Y tế bằng phần mềm Fopro 9.0. Và việc phân tích để xác định được các yếu tố nguy cơ chính đối với nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính thì được so sánh giữa hai nhóm, nhóm ICU và nhóm không ICU bằng phần mềm Stata 4.0. Thì trong giai đoạn nghiên cứu từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 12 năm 2018 thì tổng số chúng tôi có 4.167 trẻ nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính được điều trị tại phòng hô hấp và 476 trẻ nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính được điều trị tại phòng cấp cứu. Trong 376 trẻ nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính được điều trị tại phòng cấp cứu thì chúng tôi có tuổi trung bình là 5,1 tháng, thời gian nằm viện trung bình là 7 ngày, chỉ định thở oxy là 77,7%, chỉ định thở máy là 6,7% và tỷ lệ tử vong là 5% và tỷ lệ có di chứng là 3%. Thì liên quan đến tác nhân virus liên quan đến nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của trong nghiên cứu của chúng tôi thì chúng tôi nhận thấy thì 50,3 ở nhóm ICU 376 trẻ thì có 50,3% dương tính với ít nhất một loại virus, và ba tác nhân virus phổ biến được tìm thấy trong 376 trẻ ICU là bệnh nhân nhiễm HRV enterovirus chiếm 31,4%, RSV chiếm 18,4%, influenza 6% và BIV3 chiếm 6%. Đối với trường hợp 4.167 trẻ nhập vào phòng hô hấp trong nghiên cứu của chúng tôi thì ba tác nhân
55,8% là dương tính ít nhất với một loại virus và rhinovirus, RSV và influenza type A là chiếm tỷ lệ cao. Theo đó, về đặc điểm chung giữa nhóm ICU và nhóm không ICU trong nghiên cứu của chúng tôi, thì chúng tôi nhận thấy đối với trường hợp trẻ ICU là 376 ca và không ICU là 4.167 ca, thì tỷ lệ trung bình tuổi ở nhóm ICU là thấp hơn nhiều so với nhóm không ICU, 5,1 so sánh với 17,9 với mức ý nghĩa thống kê là B nhỏ hơn 0,001. Ngoài ra ở nhóm ICU tỷ lệ bé trai 64,6%, tỷ lệ suy dinh dưỡng 13,3% và tỷ lệ trẻ từ 0 đến 6 tháng 54% là có tỷ lệ cao so với nhóm không ICU, và sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ có đi nhà trẻ, gia đình có người hút thuốc và tỷ lệ có dùng kháng sinh trước khi nhập viện so ở nhóm không ICU thì cao hơn so với nhóm không ICU trong nghiên cứu của chúng tôi. Về so sánh đặc điểm lâm sàng giữa hai nhóm ICU và không ICU thì chúng tôi thấy có sự khác biệt rất là rõ rệt giữa hai nhóm này. Thì theo đó thì có chiếm tỷ lệ cao của bệnh nhân ICU có biểu hiện khò khè, thở nhanh, khó thở, có biểu hiện rành nổ phổi và rút lõm lồng ngực ở nhóm ICU cao hơn so với nhóm không ICU, và sự khác biệt này rất có ý nghĩa với B nhỏ hơn 0,001. Ngoài ra, dựa vào theo cái hướng dẫn của AMCI thì chúng tôi nhận thấy 97% ở nhóm ICU được chẩn đoán là nhiễm khuẩn hấp cấp tính dưới và 93,4% được chẩn đoán là nhiễm khuẩn hấp cấp tính dưới nặng. Ngoài ra, cái bất thường trên X quang là 74% và việc X quang xác định viêm phổi ở nhóm ICU là 68,9% và cao hơn so với nhóm không ICU trong nghiên cứu của chúng tôi. Về kết quả điều trị chúng tôi nhận ở trong nghiên cứu của chúng tôi thì thời gian nằm viện ở nhóm ICU là 7 ngày, kéo dài hơn so với nhóm không ICU là 4 ngày trong nghiên cứu của chúng tôi, và 45,5% được chỉ định corticosteroid ở nhóm ICU cao hơn so với nhóm không ICU là 34,4% với B nhỏ hơn 0,001. Sau khi điều chỉnh các tác động yếu tố nguy cơ của nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính và khi phân tích mô hình hồi quy đa biến logistics thì chúng tôi nhận thấy một số yếu tố nguy cơ liên quan đến nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính nặng được tìm thấy là trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi thì nguy cơ nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính là 5,35 lần, với mức độ tin cậy 95% CI là từ 4,43 đến 6,46. Ngoài ra, nếu trẻ có biểu hiện suy dinh dưỡng thì nguy cơ nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính nặng cao gấp 16,91 lần, với khoảng tin cậy là 95% CI là từ 3,07 đến 93,11. Thì qua nghiên cứu của chúng tôi vừa trình bày trên thì chúng tôi nhận thấy thì trẻ nhiễm HRVNT trong liên quan đến nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính nặng trong nghiên cứu của chúng tôi. Và thứ hai là chúng tôi nhận thấy là ở nhóm bệnh nhân có biểu hiện dấu hiệu nặng như là khò khè, rút lõm lồng ngực, thở nhanh và phổi có rành ẩm nổ thì liên quan đến tỷ lệ nhập viện điều trị tại phòng ICU sau ICU. Và ngoài ra chúng tôi cũng nhận thấy rằng là một trong những yếu tố nguy cơ mà liên quan đến nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính nặng trong nghiên cứu chúng tôi vừa trình bày đó là trẻ dưới 6 tháng tuổi và trẻ suy dinh dưỡng. Dân câu hỏi này xin cảm ơn đến sự lắng nghe của các quý đại biểu.